các châu Âu họp thượng đỉnh khẩn khi nào Nga sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân Ngoại trưởng Hungary nói Ukraine không thể thắng Nga, Moscow cũng chẳng chiến thắng phương Tây Ông Putin cho biết Nga yêu cầu đảm bảo an ninh khi đàm phán hòa bình với Ukraine Thủ tướng Israel quyết loại bỏ phong trào Hamas đến cùng Ngày 13 tháng 3, tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa đối với nhà nước, chủ quyền và nền độc lập của Nga. Thông điệp cứng rắn về việc Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân được tổng thống Putin đưa ra khi ông trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Nga. Trong đó, ông Putin nói rằng ông hy vọng Mỹ sẽ tránh gia tăng căng thẳng dẫn tới việc kích hoạt chiến tranh hạt nhân, nhưng đồng thời ông nhấn mạnh rằng lực lượng hạt nhân Nga đã sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh hạt nhân đó khi được hỏi liệu ông đã xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường Ukraine. Tổng thống Putin đáp rằng chưa cần phải thế. Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ tự tin rằng Moscow sẽ đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine và để ngỏ cửa cho đàm phán. Ông nhấn mạnh bất cứ thỏa thuận nào cũng cần các bảo đảm chắc chắn từ phía phương Tây. Tổng thống Nga khẳng định việc phương Tây gửi quân tới Ukraine sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường, thậm chí cả việc cung cấp vũ khí cũng không thay đổi được gì cả. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ rằng bộ ba hạt nhân của nước này, sự kết hợp của các loại vũ khí hạt nhân được phóng từ đất liền, trên không và biển, tiên tiến hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Ông nói thêm, từ quan điểm quân sự và kỹ thuật, tất nhiên chúng tôi đã sẵn sàng. Vấn đề Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột ở Ukraine hay không đã nhận được nhiều sự quan tâm thời gian qua. Chia sẻ trên đài CNN tuần trước, hai quan chức cấp cao Mỹ cho biết kể từ cuối năm 2022, Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng cho nguy cơ Nga tấn công Ukraine bằng vũ khí hạt nhân. Chính quyền Tổng thống Joe Biden lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố nếu có điều gì đó đe dọa đến sự tồn vong của đất nước chúng tôi thì vũ khí hạt nhân sẽ được triển khai. Ông nhấn mạnh rằng xét đến mức độ nghiêm trọng của chủ đề này thì không thể xem nhẹ nó về phía ukraine tổng thống volodymyr zelensky cũng đã cảnh báo về nguy cơ xung đột nga ukraine sẽ có khả năng trở thành thế chiến thứ ba khi nhấn mạnh nhu cầu của kiev về sự ủng hộ từ các đồng minh phương tây ông zelensky cho rằng nếu nga tấn công một quốc gia thuộc tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đó sẽ là sự khởi đầu của thế chiến ba ở diễn biến khác các nhà lãnh đạo pháp đức và ba lan sẽ tổ chức đàm phán khẩn cấp về tình hình ukraine tại berlin vào ngày 15 tháng 3 tới. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đưa ra thông báo trên sau các cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine tại thủ đô Washington, nước Mỹ. Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước TVP, Thủ tướng Tusk cho biết, vào thứ Sáu, tôi sẽ tới Berlin cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz để nói về tình hình này. Ông Tusk cho rằng đây là cuộc gặp thượng đỉnh khẩn cấp và không có kế hoạch theo hình thức tam giác vây ma. Định dạng hợp tác Pháp, Đức và Ba Lan được thành lập năm 1991. Theo ông Tusk, ba nước này có nhiệm vụ huy động toàn bộ châu Âu cung cấp viện trợ cho Ukraine. Trong một cuộc họp báo ngày 13 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo với các phóng viên rằng tình hình xung quanh Ukraine đang trở nên nguy hiểm và rủi ro đang gia tăng. Theo bà Zakharova, do những hành động khiêu khích thiếu cân nhắc, thậm chí của chỉ một hoặc hai quốc gia thành viên EU hoặc NATO. Cuộc khủng hoảng Ukraine hoàn toàn có thể vượt ra ngoài biên giới địa lý, có quy mô hoàn toàn khác và diễn biến không thể kiểm soát. Bà Zagarova cho biết, Moscow tin rằng phương Tây hiện đang đi bên bờ vực thầm và cũng đẩy thế giới đến bờ vực thông qua những hành động của họ đối với Ukraine. Phương Tây sẽ phải học cách tính toán không chỉ tham vọng địa chính trị của mình, mà còn cả lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác. Bà nói, kêu gọi phương Tây từ bỏ ý định đánh bại Nga về mặt chiến lược và ngừng hỗ trợ Ukraine bằng tiền và vũ khí. Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Phần Lan Petteri Oppo nhấn mạnh trước Nghị viện châu Âu ngày 13 tháng 3 rằng rõ ràng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột lâu dài với phương Tây và là mối đe dọa quân sự lâu dài và thiết yếu đối với châu Âu. Phần Lan, một nước Bắc Âu vừa gia nhập NATO và giáp với Nga, đang đối mặt với nhiều sức ép hơn từ người láng giềng khổng lồ. Hôm 12 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là một bước đi vô nghĩa. Ông đồng thời cảnh báo rằng Nga sẽ triển khai quân đội và hệ thống hủy diệt tới biên giới Phần Lan khi nước này vào NATO. Nhà lãnh đạo Nga cũng gửi cảnh báo đến phương Tây rằng nước này đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho chiến tranh hạt nhân. Và nếu Mỹ gửi quân tới Ukraine, điều đó sẽ được coi là sự leo thang đáng kể của cuộc xung đột tại đây. Trong thông điệp trước các nhà lập pháp EU, Thủ tướng Oppo đã kêu gọi 27 quốc gia EU tăng cường chi tiêu quốc phòng và cho biết khối này phải tự lo việc phòng thủ của mình. Nếu chúng ta, với tư cách là một châu Âu thống nhất, không đáp trả đúng thách thức này, những năm tới sẽ tràn gặp nguy hiểm và mối đe dọa tấn công rình dập. Nhà lãnh đạo Phần Lan cảnh báo, song cho rằng Nga không phải là bất khả chiến bại. Theo ông Oppo, vũ khí quỹ ước, Nga cũng đang vũ khí hóa người nhập cư. Họ đang để công dân của nước thứ ba tới biên giới phía đông của chúng ta. Điều này không thể chấp nhận được. Hiện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận về những phát ngôn của Thủ tướng Phần Lan. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Washington Times, VKT được đăng tải ngày 13 tháng 3, Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato cho rằng xung đột ở Ukraine sẽ phải kết thúc bằng đàm phán. Ông Sijato nói, chúng tôi khá chắc chắn rằng Kiev sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Moscow vì Nga hiện đang củng cố sức mạnh và tiến quân. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Hungary cũng khẳng định, trong lúc này, Nga không thể giành chiến thắng trong xung đột với phương Tây. Chính vì không bên nào có thể giành chiến thắng nên cuộc xung đột này chắc chắn sẽ kết thúc bằng đàm phán. Hiện tại câu hỏi đặt ra là khi nào các cuộc đàm phán này sẽ được bắt đầu, sớm hay muộn, và họ bắt đầu càng sớm thì càng có nhiều mạng sống được cứu. Hungary là quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO duy nhất từ chối chuyển giao vũ khí cho quân đội Ukraine. Ngoại trưởng Shizato lý giải rằng cung cấp càng nhiều vũ khí thì cuộc xung đột sẽ càng kéo dài và có thêm nhiều người thiệt mạng người đứng đầu ngành ngoại giao Hungary kêu gọi các bên nỗ lực để đạt hòa bình và không gia tăng xung đột. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, Hungary liên tục phản đối các lệnh trừng phạt nhằm vào nguồn năng lượng của Nga và việc gửi vũ khí tới Ukraine. Lãnh đạo Hungary đã nhiều lần nhấn mạnh Budapest ủng hộ việc khởi động đàm phán hòa bình Nga-Ukraine sớm nhất có thể. Liên quan vấn đề này, ngày 12 tháng 3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng không thể thực hiện kế hoạch hòa bình để giải quyết xung đột ở Ukraine mà không tính đến Nga dù Ankara ủng hộ nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông Erdogan hứa sẽ tiếp tục nỗ lực thiết lập hòa bình giữa Moscow và Kiev, đồng thời kêu gọi tránh mọi hành động có thể dẫn đến gia tăng xung đột trong khu vực và lan sang NATO. Trước đó có những ý kiến cho rằng việc chấm dứt xung đột Nga-Ukraine thông qua đàm phán là bất khả thi. Tuy nhiên, cũng có nhiều chuyên gia cho rằng quan điểm này là sai lầm và cực kỳ nguy hiểm cho tương lai của Ukraine sự phản kháng ban đầu của ukraine đã thu hút sự quan tâm và ủng hộ cũng như kế hoạch trừng phạt rộng rãi do các nước phương tây tiến hành nhằm cô lập moscow những câu chuyện không xác thực của phương tây về tình trạng quản lý yếu kém tình báo tệ hại và việc lên kế hoạch không phù hợp của moscow đã làm xấu đi hình ảnh cường quốc quân sự hàng đầu của nga kể từ đầu cuộc xung đột nhưng khi xung đột bùng nổ moscow đã nỗ lực giải quyết những thiếu sót và tận dụng những lợi thế vốn có nhưng hy vọng tốt nhất của Ukraine nằm ở giải pháp thương lượng nhằm đảm bảo an ninh của nước này, giảm thiểu rủi ro xảy ra các cuộc tấn công hoặc động thái gia tăng mới, đồng thời thúc đẩy sự ổn định rộng rãi hơn ở châu Âu và thế giới. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Mỹ và phương Tây đã viện trợ hàng trăm tỷ đô la Mỹ cho Kiev cả về kinh tế và quân sự. Tuy nhiên, sự ủng hộ tưởng chừng vô hạn này thực tế lại có giới hạn. Kể từ khi các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine sụp đổ trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, một số sáng kiến do Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Brazil và các quốc gia châu Phi dẫn đầu đã được thực hiện nhằm đưa hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, trở ngại cho nỗ lực đó là rất lớn, đặc biệt là khi Nga không có lý do gì để phải sớm thỏa hiệp với Ukraine và phương Tây. Moscow có nhiều lý do để tin rằng tiếp tục giao tranh sẽ cải thiện vị thế của họ. Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông tin Nga đã sẵn sàng trong việc giải quyết xung đột với Ukraine bằng biện pháp hòa bình. Trả lời câu hỏi liệu Nga có thể đạt được thỏa thuận công bằng với phương Tây hay không, ông Putin nói, tôi không tin ai cả, chúng tôi cần sự đảm bảo. Ngoài ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ yêu cầu đảm bảo an ninh khi xem xét tiến hành các cuộc đàm phán. Trước đây, chính phủ Ukraine bác mọi thỏa thuận liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để chấm dứt xung đột hiện nay cũng tại cuộc phỏng vấn tổng thống putin nói moscow chưa bao giờ có nhu cầu sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong cuộc xung đột ở ukraine và ý tưởng này chưa bao giờ xuất hiện đồng thời ông putin cũng không nghĩ nga và mỹ có thể tiến tới một cuộc xung đột hạt nhân theo ông putin mỹ hiểu rõ nếu họ triển khai binh sĩ tới ukraine nga sẽ coi hành động đó là sự can thiệp ông putin nói mỹ có đủ chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ nga mỹ và kiềm chế chiến lược vì vậy tôi không nghĩ có gì phải vội vàng chuẩn bị cho cuộc đối đầu hạt nhân. Song chúng tôi luôn sẵn sàng cho kịch bản này. Nhiều đề xuất hòa bình cho cuộc xung đột giữa Nga, Ukraine đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa hai quốc gia này. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moscow nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, các quan chức tình báo cấp cao Mỹ cảnh báo rằng nếu không có sự hỗ trợ bổ sung từ Mỹ, Ukraine sẽ đối mặt với nguy cơ tiếp tục tổn thất trên chiến trường, trong khi Nga đang dựa vào mạng lưới cung cấp vũ khí thiết yếu và tăng cường nguồn cung công nghệ từ nước ngoài. Các quan chức này dự đoán bất kỳ sự trì hoãn hỗ trợ nào của Mỹ cho Ukraine đều sẽ dẫn đến việc Nga tiếp tục giành thêm lãnh thổ trong năm tới, với những hệ quả không chỉ được cảm nhận ở châu Âu mà còn cả ở Thái Bình Dương. Trong một phiên điều trần kéo dài 2 tiếng trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, ông William J. Burns, giám đốc CIA, và bà Avro Dehens, giám đốc tình báo quốc gia, đã miêu tả tình hình ngày càng cam go của Ukraine. Trong đó, Nga đang sản xuất nhiều đạn pháo hơn và đã tìm được nguồn cung ổn định máy bay không người lái, đạn pháo và các mặt hàng quân sự khác từ hai nhà cung cấp chính. Còn ông Burns cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine đang ở thời điểm bước ngoặt cả cho an ninh châu Âu và các lợi ích của Mỹ trên thế giới. Trong 6 tháng qua, ông Burns cho biết Ukraine đã đánh chìm 15 tàu chiến Nga. Theo ông, với sự hỗ trợ bổ sung, Ukraine sẽ giành lại thế chủ động tấn công vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2025. Ông cho rằng sự dịch chuyển này sẽ đặt Ukraine ở vị thế mạnh hơn để đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cả bà Haines và ông Burns dường như đều thừa nhận Nga có sức chống chịu cao trước các đòn trừng phạt kinh tế nặng nề và rủi ro chính trị khi thương vong tăng cao. Ông Burns nói, nếu không có sự hỗ trợ bổ sung vào năm 2024, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều nơi có kịch bản tương tự Adygea. Khi thành phố Adipka thủ đô nhất một thành trì của Ukraine bị lực lượng nga giành quyền kiểm soát vào tháng 2 Kiev và các đồng minh lo ngại rằng quân đội Moscow có thể lấy đà và nhanh chóng tiến tiếp đến các trung tâm quân sự và dân cư chiến lược. Nhưng sau vài ngày liên tiếp giành được những bước tiến nhanh chóng, các cuộc tấn công của nga đã bị dậm chân tại chỗ xung quanh ba ngôi làng đang tranh chấp gần đó. Các chuyên gia quân sự trích dẫn một số yếu tố bao gồm địa hình không thuận lợi cho các hoạt động tấn công. Quân đội Nga kiệt sức sau nhiều tháng chiến đấu, trong khi phía Ukraine đã điều động lực lượng đáng kể để bảo vệ khu vực. Theo tờ New York Times, Nga dường như đang duy trì thế chủ động trên chiến trường, và các nhà phân tích quân sự cho rằng lực lượng của họ vẫn có thể chọc thủng phòng tuyến của Ukraine trong tương lai gần. Đặc biệt khi các nỗ lực phòng thủ của Kiev ngày càng bị hạn chế do không có thêm viện trợ quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, hiện tại họ nói rằng tình hình chiến trường dường như đã quay trở lại kiểu giao tranh bất phân thắng bại, đặc trưng của phần lớn các cuộc xung đột trên tiền tuyến Ukraina trong năm qua. Thì Thibault Fouillet, phó giám đốc về nghiên cứu chiến lược và quốc phòng Pháp cho biết, việc Nga chiếm giữ Adipka không dẫn đến sự sụp đổ của phòng tuyến Ukraina cũng như khả năng Nga tiến lên vùng đất trống hoặc đạt được những lợi ích lớn, không có hành động quyết định hay đột phá nào cả. Đánh giá đó trái ngược với tình hình nổi lên ngay sau khi Adipka thất thủ vào tháng 2. Ở thời điểm đó, khi lực lượng Ukraina rút lui quân đội Nga đã tiến lên nhanh chóng, một phần nhờ Ukraine không kịp xây dựng các vị trí phòng thủ vững chắc. Quân đội Nga đã chiếm được 3 khu định cư và nắm quyền kiểm soát thêm khoảng 15 km vuông theo bản đồ nguồn mở của chiến trường. Tuy nhiên, trong những ngày trở lại đây, Moscow chỉ chiếm được khoảng 1,5 km vuông theo các bản đồ mã nguồn mở. Bình sĩ của họ đã bị cuốn vào cuộc giao tranh ở trong và xung quanh các làng Berdychi, Olipka và Tonenke. Đánh giá hình ảnh vệ tinh và nội dung truyền thông xã hội từ chiến trường – Ông Paroinen, nhà phân tích của Blackbird Group, một cộng đồng nguồn mở có trụ sở tại Phần Lan cho biết, các nguồn lực Nga dường như đang cố gắng tiến lên bằng cách sử dụng các nhóm tấn công bộ binh nhỏ, nhưng đang bị chặn lại ở địa hình tương đối rộng mở phía tây Adipka. Về phần mình, cuộc giao tranh gần đây cũng đã khiến quân đội Ukraina phải trả giá, dường như họ đã điều động những binh sĩ và vũ khí tốt nhất của mình tham gia cuộc xung đột ở khu vực phía tây Adipka. Serhii Kuzan, chủ tịch Trung tâm Hợp tác và An ninh Ukraina, một nhóm nghiên cứu phi chính phủ nói rằng quân đội Ukraine đang phân bổ tất cả vũ khí có thể cho cuộc giao tranh quanh Adipka. Lực lượng Ukraine cũng chịu tổn thất nặng nề khi họ chống trả các cuộc tấn công của Nga vào Adipka trong nhiều tháng. Các chuyên gia quân sự nói rằng, việc Ukraine tiếp tục phòng thủ trong khu vực có thể nhằm giúp các đơn vị của nước này có thời gian chuẩn bị và củng cố các tuyến phòng thủ mới ở xa hơn về phía Tây. Quân đội Ukraine gần đây đã công bố những bức ảnh về các công sự đang được xây dựng gần khu vực chiến đấu Adipka bao gồm các chiến hào sâu 2,5m và mương trồng tăng. Giao tranh ác liệt ở Adipka đã gây ra tổn thất nặng nề về người và vật chất cho cả hai phía. Các chuyên gia Parunen và ông Kuzan lưu ý rằng lực lượng Ukraine đang được hưởng lợi từ địa hình của khu vực, trong khi quân đội Nga tấn công các làng Berdychi, Olipka và Tonenke qua những bãi đất trống có ít chỗ ẩn nấp. Các đơn vị Ukraine giữ những vị trí cao trong các ngôi làng, giúp dễ dàng nhắm mục tiêu vào những binh sĩ Nga đang tiếp cận. Nếu quân đội Nga cuối cùng chiếm được ba ngôi làng, không rõ bước tiếp theo của họ sẽ là gì, vì địa hình là đồi núi, giải rác với suối và hồ nước có thể làm phức tạp thêm những nỗ lực tiến công tiếp theo. Theo Reuters, trong ngày 12 tháng 3, nhóm vũ trang thân Ukraine, quân đoàn tự do Nga, FRL, đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn làng Tết Kino ở tỉnh Kursk. Nhóm này sau đó cũng đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh binh sĩ Nga rút lui trên một cánh đồng trong khu vực. Ông Alexei Baranovsky, phát ngôn viên của RFL cho biết, chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn làng tép Kino. Với sự hỗ trợ của xe tăng và xe bọc thép, chúng tôi đã đột kích thành công vào biên giới Nga. Đối thủ đã rút lui và để lại nhiều loại khí tài hạng nặng. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên của kế hoạch, vẫn còn nhiều điều thú vị ở phía trước. Trong thông báo của mình, RFL tiết lộ rằng cuộc đột kích ở Kursk được thực hiện cùng với quân đoàn tình nguyện Nga và tiểu đoàn Siberia. Đã có một xe bọc thép của Nga bị phá hủy trong cuộc tập kích. Ông Baranovsky nói thêm, chúng tôi đang muốn phân tán sự chú ý của Nga, buộc họ phải triển khai quân dự bị tới các khu vực biên giới, qua đó giảm bớt sức ép cho quân đội Ukraine ở miền Đông. Ngay sau thông tin trên, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video quân nhân nước này tại Tetkino, bác tuyên bố kiểm soát ngôi làng biên giới mà dân quân thân Ukraine đưa ra. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 3 cho biết về tình hình ở làng Tetkino thuộc tỉnh Kursk. Cuộc sống yên bình vẫn tiếp tục ở ngôi làng, các cửa hàng, cơ quan và hệ thống giao thông công cộng hoạt động mà không bị hạn chế. Người dân địa phương nói rằng mọi thứ trên đường phố đều bình yên. Trong video cho thấy, chỉ huy một đại đội đổ bộ đường không đứng phát biểu gần đại tưởng niệm ở Tetkino, cảnh người dân đi lại trên các tuyến đường và khu vực bên ngoài tòa nhà cơ quan hành chính của ngôi làng. Đề cập đến vụ tấn công của các nhóm dân quân thân Ukraine nhằm vào tỉnh Kursk, Bộ quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này cùng với các đơn vị biên phòng thuộc cơ quan an ninh liên bang (FSB) đã ngăn chặn hoạt động nói trên. Cơ quan này khẳng định biên giới đất nước không bị xâm phạm. FRL là nhóm những người Nga phản đối Điện Kremlin và ủng hộ Ukraine. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin FRL kiểm soát làng Tekino. Ngôi làng này nằm giáp tỉnh Sumy của Ukraine, có diện tích khoảng 8 km vuông và dân số hơn 3.800 người. Tại Bengorod, dân quân thân Ukraine tiến theo ba hướng với xe tăng và thiết giáp yểm trợ. Các quân nhân Nga đẩy lùi mọi đợt tiến công. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 60 tay súng thân Ukraine bị hạ, 5 xe tăng và một thiết giáp bị phá hủy. Andriy Yusof, Phát ngôn viên tình báo quân đội Ukraine GUR khẳng định các nhóm dân quân như FRL và binh đoàn tình nguyện Nga RCV không hoạt động theo lệnh của Kiev khi mở các đợt tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Ông Yusuf nói rằng các vụ tấn công này cho thấy Nga một lần nữa không kiểm soát được tình hình ở nước này. FRL và RCV giữa năm ngoái mở các đợt tấn công nhằm vào tỉnh Bengorod, kiểm soát một số khu dân cư rồi rút lui sau khi bị lực lượng Nga đáp trả. Truyền thông Nga nhận định những vụ tấn công qua biên giới gần đây là nỗ lực gây hoảng loạn tại Nga làm mất uy tín giới chỉ huy quân đội và lãnh đạo chính trị, cũng như làm gián đoạn hoạt động chuẩn bị bầu cử tổng thống. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng, các đợt phá kích qua biên giới và xâm nhập lãnh thổ Nga khiến nước này phải phân tán lực lượng để đối phó. Họ cũng nhận định an ninh tại các vùng biên giới của Nga suy giảm, nguy cơ khiến nước này tiêu tốn nhiều nguồn lực để vá lỗ hổng. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định, những vụ tập kích qua biên giới bất thành có thể mang lại lợi ích cho Nga trong xung đột thông tin. Việc ca ngợi nỗ lực ngăn chặn thành công kế hoạch phá hoại do Ukraine và phương Tây hậu thuẫn có thể khiến công chúng Nga đoàn kết và ủng hộ kế hoạch của nước này. Khi gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ tiếp tục bế tắc, Ukraine phải nỗ lực tìm kiếm nguồn tài trợ thay thế để duy trì cuộc xung đột với Nga. Ukraine đã phân bổ gần một nửa trong số 87 tỷ đô la Mỹ ngân sách năm nay cho quốc phòng, song nguồn thu trong nước chỉ là 46 tỷ đô la Mỹ. Điều này đồng nghĩa Kiev cần sự giúp đỡ từ các đồng minh và đối tác nước ngoài để bù đắp thâm hụt ngân sách khi giao tranh kéo dài, thâm hụt có thể lớn hơn nữa sau khi Ukraine dự kiến huy động 500.000 tân binh với hàng tỷ đô la Mỹ để chi trả lương, chi phí đào tạo và trang bị cho họ. Theo bà Roxolana Pilasa, chủ tịch Ủy ban ngân sách Quốc hội Ukraine cho biết, kế hoạch A của Ukraine là nguồn viện trợ tài chính, quân sự của Mỹ và liên minh châu Âu EU bắt đầu tới trong tháng 1 năm nay. Gói viện trợ tài chính trong 4 năm cho Ukraine trị giá 54 tỷ đô la Mỹ của EU chỉ được thông qua vào tháng 2 sau khi vấp phải cản trở từ Hungary. Sự chậm trễ này đồng nghĩa Kiev phải bắt đầu xem xét kế hoạch B và thậm chí là kế hoạch C. Tổng thống Volodymyr Zelensky tháng trước nói rằng nếu Quốc hội Mỹ không phê duyệt gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ trong những tuần tới, vị thế của chúng tôi trên chiến trường sẽ suy yếu. Trong hơn 2 giờ điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, Giám đốc CIA William Burns và Giám đốc Tình báo Quốc gia Arin Hines đã mô tả tình huống ngày càng nghiêm trọng đối với Ukraine. Nga sản xuất nhiều đạn pháo hơn và đã tìm ra nguồn cung ổn định máy bay không người lái, đạn pháo và trang bị quân sự khác các chính trị gia Ukraine cũng đang xem xét giới thiệu hệ thống dự bị nơi nam giới Ukraine có thể nộp một khoản tiền để không phải nhập ngũ. Tuy nhiên, bà Pilasa cho rằng đây là một quyết định mang tính chính trị và không phải một phần tính toán về ngân sách. Khi viện trợ quân sự của Mỹ đang dần hết, hệ quả có thể được cảm nhận trên chiến trường. Ở diễn biến khác liên quan, trước đó cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết nước này sẽ cần đẩy mạnh sản xuất tên lửa tầm xa trong nước để ngang bằng với Nga. Theo Kiev Post, cố vấn của văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhailo Podolyak tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với kênh 24 rằng Ukraine đã thiết kế và sở hữu số lượng nhất định tên lửa tầm xa có tầm bắn lên tới 1.000 km. Tuy nhiên, ông Podolyak nhấn mạnh cần có đầu tư tài chính đáng kể để hỗ trợ đủ năng lực sản xuất. Theo ông Podolyak, lực lượng vũ trang Ukraine cần có vũ khí tên lửa tiên tiến nếu muốn tấn công hiệu quả vào các tuyến hậu cần của Nga. Ông Podolyak nói, nếu muốn có sự đối xứng, chúng tôi không chỉ cần sản xuất máy bay không người lái mà còn cần sản xuất tên lửa và chúng tôi đã thử nghiệm các mẫu với phạm vi từ 750 đến 1.000 km. Tuy nhiên, ông Podolyak thừa nhận đây là một thách thức lớn, đồng thời lưu ý rằng để đạt được điều đó đòi hỏi phải chế tạo hàng nghìn tên lửa trong vòng vài tháng, điều này là không khả thi. Mặc dù vậy, theo ông, Kiev đang tích cực đầu tư và sản xuất tên lửa với mục đích hướng tới mục tiêu này. Cố vấn của tổng thống Ukraine cũng tiết lộ rằng Ukraine đã cam kết đầu tư sản xuất nhiều loại máy bay không người lái, bao gồm cả những loại có khả năng hủy diệt và tầm bắn xa hơn. ngày 12 tháng 3, hàng nghìn người xuống đường ở thủ đô Bratislava của Slovakia để thể hiện sự ủng hộ với Ukraine và phản đối chính sách với Nga của chính phủ nước này. Theo hãng tin Reuters, kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 10 năm 2023, chính phủ của Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chỉ trích mạnh mẽ viện trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine, đồng thời thúc đẩy quan hệ với Nga về cả văn hóa và chính trị. Ngoại trưởng Slovakia Zuzana Plana cũng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đây là cuộc gặp cấp cao hiếm hoi giữa một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU với Nga kể từ khi Moscow và tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine tháng 2 năm 2022. Có khoảng 5.000 người đã tham gia cuộc tuần hành, được mô tả là ôn hòa. Cuộc tuần hành bắt đầu với tiếng còi báo động không kích nhằm thể hiện sự ủng hộ với Ukraine. Thủ tướng Fico cũng thường xuyên phải đối mặt với các cuộc biểu tình phản đối chính sách của ông, nhưng cuộc tuần hành hôm 12 tháng 3 là hành động đầu tiên nhắm vào chính sách đối ngoại của Thủ tướng Slovakia đương nhiệm. Trước đó, Slovakia từng ủng hộ lập trường của Hungary chặn viện trợ tài chính của EU cho Ukraine vào hồi tháng 1 năm 2024. Hai nước cũng tuyên bố sẽ hợp tác với nhau để phản đối một số quyết định của Bruxelles. Thủ tướng Slovakia cũng lập lại rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine không thể giải quyết bằng việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev. Ông Fico nói, hãy tìm một số phương pháp khác để giải quyết vấn đề này. Nếu tiếp tục viện trợ 50 tỷ euro và gửi hàng trăm loại vũ khí mới, thì chúng ta sẽ không giải quyết được điều gì. Sau cuộc hội đàm song phương, Thủ tướng Orbán cho rằng quan hệ giữa Hungary và Slovakia chưa bao giờ tốt như hiện tại, bởi vì hai nước liên kết trong EU theo cách tăng cường sức mạnh cho nhau về thể chế, kinh tế, năng lượng và an ninh. Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Slovakia, ông Orbán nhấn mạnh rằng lợi ích của Hungary và Slovakia ít nhất 99% cùng hướng và chủ quyền là quan trọng đối với cả hai nước. Ông Orbán nêu rõ, chúng tôi không hài lòng với các sáng kiến siêu nhà nước của Bruxelles, chúng tôi cũng không hài lòng với những nỗ lực hợp pháp hóa việc di cư bất hợp pháp chúng tôi muốn bảo vệ biên giới của mình và chúng tôi muốn quyết định sẽ cho phép ai vào đất nước của chúng tôi về phần mình ông fico nhấn mạnh rằng slovakia và hungary có chung quan điểm về tương lai của eu liên quan đến quyền phủ quyết ông nói nếu các quốc gia thành viên eu bị tức bỏ quyền phủ quyết và các vấn đề cơ bản như an ninh chính trị được quyết định bởi đa số thì đó là khởi đầu cho sự kết thúc của eu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Rick Sullivan ngày 12 tháng 3 thông báo thay mặt Tổng thống Biden, tôi công bố gói hỗ trợ an ninh khẩn cấp và lô vũ khí, thiết bị trị giá 300 triệu đô la Mỹ để giải quyết một số nhu cầu cấp bách của Ukraine. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng và chúng tôi cần hành động nhanh nhất có thể. Thiếu tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên lầu năm góc, nói lô hàng sẽ gồm tên lửa phòng không FIM-92 Stinger, đạn rocket cho tổ hợp pháo HIMARS đạn pháo 155 mm và 105 mm, súng chống tăng AT4, đạn cho vũ khí cá nhân, vật tư cho hệ thống phá hủy vật cản phụ tùng và các thiết bị phụ trợ khác. Ông Sullivan cho biết gói viện trợ quân sự mới chỉ cung cấp đủ đạn dược cho Ukraine trong vài tuần. Ông Sullivan nói gói này không thể ngăn Ukraine hết đạn, gói này không thể thay thế và không giúp trì hoãn nhu cầu quan trọng là thông qua dự luật an ninh của nước đảng. Đây là lần đầu tiên bị công bố viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết họ tiết kiệm những khoản mua sắm gần đây của Lầu Năm Góc và để ra được khoản 300 triệu đô la Mỹ nói trên. Đây là gói viện trợ tương đối nhỏ để cung cấp cho Ukraine những thứ tối thiểu mà họ cần trong thời gian ngắn, theo một quan chức quốc phòng Mỹ. Khoản tiết kiệm mới cho phép chúng tôi bù đắp chi phí cho lô vũ khí rút từ kho này. Đây là sự kiện chưa có tiền lệ, do đó chúng tôi cần hạ viện Mỹ hành động. Trong khi đó, Điện Kremlin liên tục cảnh báo việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine và cho rằng điều này chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài. Đồng thời, nhấn mạnh các nước NATO đang đùa với lửa bằng cách cung cấp vũ khí cho Kiev. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố vũ khí phương Tây viện trợ Ukraine sẽ trở thành mục tiêu của Moscow. Cảnh báo Mỹ và NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí và huấn luyện binh sĩ ở Anh, Đức, Italia và nhiều nước khác. Mỹ đến nay vẫn là bên viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi nổ ra xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, từ khi Đảng Cộng Hòa tiếp quản Hạ viện Mỹ từ tay Đảng Dân Chủ vào tháng 1 năm 2023, Nhà Trắng gặp nhiều khó khăn trong việc bổ sung nguồn viện trợ vũ khí cho kẻ ép. Sự phản đối của các nghị sĩ Cộng Hòa theo đường lối cứng rắn đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì viện trợ của Mỹ khi Ukraine bước sang năm thứ ba xung đột với Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Ngoại trưởng Antony Blinken cũng như nhiều quan chức chính quyền Mỹ kêu gọi các nhà lập pháp nước này duy trì hỗ trợ Ukraine. Cùng liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, Gần đây, phóng viên tờ The Sun đã có dịp tháp tùng đội quân Ukraine dùng xe tăng Challenger 2 do Anh cung cấp để chống lại lực lượng Nga. Các binh sĩ Ukraine đã ca ngợi khả năng bắn chính xác của xe tăng Challenger 2 được trang bị pháo chính 120mm. Theo The Sun, một chiếc xe tăng Challenger 2 đã khai hỏa khi đang di chuyển với khẩu pháo chĩa sang một bên. Chỉ huy một đội xe tăng Ukraine được người Anh huấn luyện, người có biệt hiệu Kayfarik, cho hay điều tuyệt vời nhất ở Challenger 2 là khẩu pháo của nó, Cainverick 26 tuổi chia sẻ: "Tôi thích cho Laser 2, nó giống như một tay bắn tỉa rất chính xác." Cainverick nhấn mạnh: "Nó có thể bắn chính xác và có lớp giáp tốt. Nó là một vũ khí thực sự mạnh, nhưng tất cả phụ thuộc vào cách nó được sử dụng." Cainverick cho hay, đội xe tăng cho laser của anh thường xuyên khai hỏa nhắm vào các mục tiêu ở khoảng cách 4,5 km, nhưng phần lớn các nhiệm vụ của họ là bắn vào các vị trí bọc thép của Nga, bao gồm các hầm trú ẩn và xe bộ binh. Cảnh Phát khẳng định, quãng đường chúng tôi khai hỏa xa nhất là 4,5 km, nó cực kỳ chính xác, nó đã bắn trúng mục tiêu. Paris đang đàm phán với các nước Ả Rập để lấy lại số vũ khí đã bán của Pháp nhằm tiếp tục chuyển giao cho Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố điều này trong một cuộc họp báo mới đây. Ông Macron cho biết Pháp sẽ ngừng cung cấp đạn pháo và hệ thống pháo binh cho Qatar và Ả Rập Xê Út để tập trung hỗ trợ Ukraine. Bên cạnh đó, chính phủ Pháp tiếp tục đàm phán với các nước này để thu hồi thiết bị mà họ đã cung cấp và sau đó gửi sang Ukraine. Ngoài ra, theo tổng thống Macron, chính phủ Pháp, Đức và Italia cũng đang đàm phán để lấy lại số vũ khí mà Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE và Ả Rập Xê Út đã tích lũy trong nhiều năm qua. Ông Macron nhấn mạnh rằng việc tăng cường kho dự trữ của quân đội Pháp và chuyển giao cho Ukraine sẽ là ưu tiên hàng đầu của Paris. Với nhu cầu cấp thiết của Ukraine, các cuộc đàm phán của Pháp đang tập trung vào đạn pháo và pháo binh trong kho vũ khí của các nước Ả Rập. Ả Rập Xê Út được trang bị 156 pháo tự hành Caesar, cũng như khoảng 100 khẩu pháo hạng nhẹ LG-1 105mm của Pháp. Trong khi đó, Qatar có một đơn vị pháo binh nhỏ hơn, với khoảng 20 pháo tự hành 155mm AMX F3 lỗi thời của Pháp và pháo tự hành PZH-2000 hiện đại hơn nhiều của Đức. Về phần mình, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hầu như không có hệ thống pháo binh của Pháp, nhưng có một kho dự trữ tên lửa hành trình SCAP, Storm Shadow do Pháp Anh Liên minh chế tạo, được cung cấp dưới cái tên Black Sahel. Black Sahel khác với các phiên bản ban đầu ở chỗ có tầm bắn giảm xuống còn 290 km để đáp ứng các yêu cầu của chế độ kiểm soát công nghệ tên lửa. Mặt khác, Quốc hội Pháp gần đây cũng đã thông qua thỏa thuận an ninh song phương Pháp ukraine Văn bản được đánh giá là sẽ định hình chiến lược hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraina trong vòng 10 năm tới. Với 372 phiếu thuận, 99 phiếu chống và 101 phiếu trắng. Quốc hội Pháp đã thông qua thỏa thuận an ninh song phương được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký tại Paris. Theo các nội dung chính của thỏa thuận, Pháp cam kết dành 3 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine, hỗ trợ Ukraine cải thiện năng lực phòng không và không quân, thiết lập quan hệ hợp tác sản xuất vũ khí ngay tại Ukraine và sẽ cung cấp sự trợ giúp an ninh nhanh chóng và toàn diện cho Ukraine trước các cuộc tấn công trong tương lai. Bên cạnh đó, Pháp và các đồng minh sẽ tăng cường hợp tác dân sự, hỗ trợ Kiev trong các cuộc chiến về truyền thông, an ninh mạng cũng như tham gia các công cuộc tái thiết trong tương lai, nhất là giúp đỡ Ukraine trở thành thành viên của EU và có thể là cả NATO. Phát biểu trước quốc hội sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Pháp, ông Gabriel Attal nhấn mạnh, trước tình hình phức tạp hiện nay, thông điệp của Tổng thống thể hiện rất rõ ràng, nước Pháp sẽ không bỏ rơi Ukraine và về nguyên tắc, Pháp không loại trừ bất cứ lựa chọn nào Hòa thuận đã được cân nhắc rất kỹ nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Ukraine, nhưng đồng thời cũng không muốn gây chiến với Nga và phản đối mọi sự gia tăng căng thẳng. Theo các nhà phân tích, thỏa thuận an ninh song phương Pháp-Ukraine có thể được xem là chiến lược hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine trong 10 năm tới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình vào tối ngày 14 tháng 3 để nói về chiến lược viện trợ của Pháp dành cho Ukraine, cũng như giải thích các phát ngôn gây tranh cãi gần đây của ông về khả năng gửi quân đến Ukraine hay việc không đặt giới hạn hỗ trợ đối với Kiev. Ngày 13 tháng 3, Bỉ, chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu EU, tuyên bố các nước thuộc khối này đã đồng ý cung cấp 5 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine, một phần trong kế hoạch cải tổ quỹ viện trợ do EU điều hành. Theo một bài đăng trên mạng xã hội X, các đặc phái viên từ hai bảy quốc gia thành viên EU đã đồng ý cải tổ quỹ cơ sở hòa bình châu Âu tại một cuộc họp ở Bruxelles. Bên cạnh đó, tờ Financial Times vừa qua đưa tin, Ủy ban châu Âu đang thúc đẩy kế hoạch cấp cho Kiev tới 3 tỷ euro, 3,2 tỷ đô la Mỹ từ những khoản lợi nhuận tạo ra từ tài sản Nga bị EU phong tỏa trong bối cảnh hỗ trợ tài chính Mỹ ngày càng suy yếu. Bài báo cho biết, Bruxelles đang nhanh chóng đưa ra quyết định thu giữ tiền lãi kiếm được từ các tài sản Nga được giữ tại công ty thanh toán bù trừ Euroclear bắt đầu từ tháng 2 năm nay trở đi. Tờ báo dẫn lời các quan chức EU cho biết, đợt tiền đầu tiên có thể được gửi tới Kiev sớm nhất là vào tháng 7, nếu Bruxelles có thể đảm bảo được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong khối. Đề xuất này dự kiến sẽ được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU sắp tới. Phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản nắm giữ của ngân hàng trung ương nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine hai năm trước. Công ty Euroclear có trụ sở tại Bruxelles nắm giữ khoảng 191 tỷ euro, 205 tỷ đô la Mỹ trong số đó và đã tích lũy gần 4,4 tỷ euro tiền lãi trong năm qua. Theo báo cáo, Bruxelles sẽ giải ngân từ 2 đến 3 tỷ euro tiền lãi do tài sản bị đóng băng tạo ra trong năm nay, tùy thuộc vào lãi suất. Các quan chức EU ước tính rằng tổng lợi nhuận thu được từ các quỹ của Nga do Euroclear nắm giữ có thể đạt 20 tỷ euro vào năm 2027. Vấn đề khai thác tài sản của Nga ngày càng trở nên quan trọng kể từ khi gói viện trợ giá trị 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ cho Ukraine bị Quốc hội do Đảng Cộng hòa lãnh đạo chặn lại, khiến Kiev phải tìm kiếm các nhà tài trợ thay thế. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trước đó đã đề xuất sử dụng số tiền thu được để gửi vũ khí tới Ukraine thay vì tái thiết như kế hoạch ban đầu. Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU Joseph Borrell cũng cho biết khối có thể sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để mua vũ khí cho Ukraine thông qua cơ sở hòa bình châu Âu, một cơ chế ngoài ngân sách được sử dụng để chuyển vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, một số nước phương Tây vẫn bị chia rẽ về việc dùng tài sản phong tỏa của Nga để viện trợ cho Ukraine. Trong khi Mỹ và Anh ủng hộ việc trực tiếp tịch thu tài sản, một số quốc gia thành viên EU, bao gồm cả Pháp và Đức, gần đây đã cảnh báo rằng động thái này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định tài chính, và làm sói mòn niềm tin vào vị thế đồng tiền dự trữ của đồng euro. Moscow đã cảnh báo nghiêm khắc rằng họ sẽ đáp trả tương xứng nếu phương Tây tịch thu tài sản của Nga bị phong tỏa ở nước ngoài. Bộ Tài chính Nga trước đó cảnh báo rằng bản thân các quốc gia phương Tây vẫn nắm giữ cổ phần ở Nga và có thể gặp nguy hiểm nếu tài sản bị đóng băng của Nga bị khai thác. Theo tạp chí Marianne, cuộc nói chuyện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc có thể gửi quân tới hỗ trợ ép có thể do báo cáo quân đội Pháp đưa ra đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm về cuộc xung đột ở Ukraine. Các báo cáo bị rò rỉ cho biết, Ukraine không còn nhân lực để huy động và việc thất bại gần đây ở Izytká cho thấy Ukraine thậm chí không thể giữ vững lập trường chống lại Nga. Báo cáo đầu tiên được viết vào mùa thu năm 2023 kết luận, Ukraine không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột này về mặt quân sự. Báo cáo nói lực lượng Nga là tiêu chuẩn chiến thuật và kỹ thuật mới về cách thực hiện các hoạt động phòng thủ. Theo tạp chí Marianne, tài liệu mật cho biết việc phương Tây tiếp tục theo đuổi giải pháp quân sự ở Ukraine sẽ là sai lầm nghiêm trọng nhất trong phân tích và phán đoán. Báo cáo thứ hai, phát thảo triển vọng cho năm 2024, cho biết Kiev cần 35.000 nam giới mỗi tháng, nhưng tuyển dụng chưa đến một nửa con số đó, trong khi Nga tuyển dụng 30.000 tình nguyện viên mỗi tháng. Cuộc tấn công năm 2023 đã loại bỏ về mặt chiến thuật một nửa trong số 12 lữ đoàn chiến đấu của Kiev. Báo cáo cho biết, phương Tây có thể cung cấp máy in 3D để sản xuất máy bay không người lái hoặc đạn dược nhưng sẽ không bao giờ có thể in được con người. Một giải pháp mà họ khuyên là gửi quân phương Tây đến Ukraine để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ ở hậu phương, giải phóng người Ukraine làm nhiệm vụ tiền tuyến. Báo cáo thứ hai cũng thừa nhận các lực lượng đặc biệt phương Tây và binh sĩ mặc thường phục có sự hiện diện ở Ukraine lớn hơn nhiều so với thừa nhận chính thức, bao gồm khá nhiều người Anh cũng như biệt kích hải quân Pháp huấn luyện người Ukraine. Báo cáo thứ ba và mới nhất khiến các nhà quan sát Pháp đổ mồ hôi lạnh mô tả trận Adipka có thể là một cuộc rút chạy của lực lượng Ukraine. Tài liệu của Pháp cũng mô tả cuộc rút lui của Ukraine vào ngày 17 tháng 2 là đột ngột và không chuẩn bị trước. Vào cuối tháng 2, ông Macron đã đưa ra lập luận với các thành viên NATO rằng tất cả các phương án giúp đỡ Ukraine nên được đặt trên bàn, ngụ ý khả năng gửi quân trên bộ. Tuy nhiên, ý tưởng này đã bị hầu hết các thành viên của khối do Mỹ lãnh đạo bác bỏ một cách công khai. Bên cạnh đó, xung đột ở Ukraine không còn nổi bật trên các phương diện truyền thông phương Tây như hồi đầu, do nó bị phủ bóng bởi cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, cuộc xung đột này vẫn tiếp diễn với việc hai bên đều chịu tổn thất đáng kể. Dù vậy, Moscow đang đạt được thành quả cả trên và ngoài chiến trường. Trong khi các cuộc tiến công của Nga rõ ràng khiến họ tổn thất, thì phía Ukraine cũng chịu thiệt hại đáng kể. Các lực lượng của Nga có lợi thế về số lượng binh sĩ, pháo và đạn dược. Về máy bay không người lái, lĩnh vực quân đội Ukraine từng có lợi thế, nhưng hiện nay Moscow đã bắt kịp hoặc thậm chí còn vượt kỹ ép một số nhà quan sát phương tây đã mô tả chiến thuật của nga trong thời gian đầu xung đột là những cuộc tấn công thiếu khôn ngoan khi triển khai bộ binh tuy nhiên thực tế là quân đội nga đã thích nghi với tính chất của cuộc xung đột hiện nay giờ đây nga đã phối hợp hiệu quả hơn các hoạt động của pháo máy bay không người lái và các nhóm nhỏ bộ binh thậm chí các nguồn tin từ ukraina còn nhấn mạnh về việc các binh sĩ nga được huấn luyện tốt và có khả năng như thế nào một thách thức ngày càng tăng đối với ukraina là việc giảm sự ủng hộ của công chúng phương tây đối với việc viện trợ quân sự Chính phủ Ukraine cho rằng các vấn đề của quân đội nước này có thể được giải quyết với nhiều phương tiện và đạn dược hơn từ phương Tây. Chắc chắn việc tăng cường những nhân tố này sẽ cải thiện vị thế của Ukraine. Tuy nhiên, viện trợ của phương Tây khó có thể giải quyết tất cả vấn đề của Kiev hiện nay. Theo nhận định của Burak Kaliskan, chuyên gia nghiên cứu về chính trị Trung Á, chính sách đối ngoại của Nga và địa chính trị Á-Âu hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học York. Canada với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12 tháng 3, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, người lên nắm quyền vào năm 2018 với các cuộc biểu tình được gọi là cách mạng nhung, tuyên bố rằng ông sẽ cứu nước này khỏi nạn tham nhũng và nền chính trị kiểu cũ. Tuy nhiên, thất bại nặng nề của Armenia trong chiến tranh Nagorno-Karabakh lần thứ hai bắt đầu vào tháng 9 năm 2020 và kéo dài 44 ngày đã khiến Thủ tướng Pashinyan trở thành tâm điểm chỉ trích những người phản đối ông Pashinyan cho rằng chính phủ Armenia không thực hiện được những cải cách đã cam kết và vì đã thua trong cuộc chiến với Azerbaijan, gia tộc Karabakh cai trị Armenia từ khi độc lập cho đến năm 2018 đang dẫn đầu phe đối lập dân tộc chủ nghĩa bằng cách kêu gọi thủ tướng Pashinyan từ chức. Ông Pashinyan, người phải từ chức vào tháng 4 năm 2021, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với hơn 50% số phiếu trong cuộc bầu cử sớm được tổ chức vào tháng 6 cùng năm. Chuyên gia Kaliskan cho rằng, công chúng Armenia, những người đã bị thao túng trong nhiều năm bởi các chế độ cai trị, truyền thông và cộng đồng người hải ngoại ở phương Tây, đã trải qua sự thất vọng lớn khi gần 30 năm chiếm đóng Nagorno-Karabakh của họ kết thúc, những gì còn lại là một nền kinh tế có nhiều vấn đề và một đất nước đã trở nên phụ thuộc vào các nguồn lực nước ngoài. Trong khi viện trợ kinh tế của cộng đồng người Armenia ở nước ngoài và Nga đã định hướng chính sách đối ngoại của Yerevan trong nhiều năm, thì nền kinh tế chiến tranh đã khiến điều kiện sống của người dân Armenia trở nên khó khăn. Những lý do này cùng với việc không bầu được cựu Tổng thống Armenia Robert Kocharyan, một trong những nhân vật quan trọng nhất của nền chính trị cũ với các vụ án tham nhũng đang được điều tra, đã đặt ra nhu cầu của người dân Armenia về một nền chính trị mới. Thủ tướng Pashinyan, người nhận thức được các vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội của Armenia, phản đối chính trị dân tộc chủ nghĩa, đang tìm cách phá vỡ ảnh hưởng của gia tộc Karabakh theo chủ nghĩa dân tộc và cộng đồng người Armenia hải ngoại vốn ủng hộ chiến tranh và xa rời thực tế khu vực trong nền chính trị quốc gia. Chỉ trích các chính sách được áp dụng trong những năm trước đây, thủ tướng Pashinyan đang nỗ lực thu hút công chúng bằng cách tuyên bố rằng hiện trạng mới ở Nagorno-Karabakh sẽ tích cực hơn cho tương lai của Armenia. Trong bối cảnh đó, những cải cách pháp lý và kinh tế điều mà người dân Armenia cũng mong muốn có thể thực hiện được bằng cách tiến hành các bước đi đúng đắn trong chính sách đối ngoại. Quá trình này bắt đầu với việc Yerevan tìm cách hạn chế ảnh hưởng của Nga với Armenia và thực hiện chính sách thân phương Tây. Thủ tướng Pashinyan, người nổi tiếng với những bình luận chống Moscow khi còn ở phe đối lập, bắt đầu thực hiện những toan tính trên một cách rõ ràng hơn sau cuộc chiến Nagorno-Karabakh năm 2020, đặc biệt vào tháng 2 vừa qua, thông báo của thủ tướng Pashinyan rằng Armenia đã đình chỉ tư cách thành viên của mình trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga đứng đầu đã làm gia tăng các cuộc thảo luận về sự xoay trục trong chính sách đối ngoại của Yerevan. Trên thực tế, sự thay đổi cục diện của cuộc chiến Nagorno-Karabakh lần thứ hai đã khuyến khích Armenia tạo ra một chính sách đối ngoại đa chiều, trong đó nước này vừa cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, vừa cải thiện quan hệ với phương Tây. Về điểm này, Thủ tướng Pashinyan, người tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào tháng 6 năm 2023 cho rằng việc bình thường hóa quan hệ với Ankara là yếu tố quan trọng nhất đối với Armenia. Trong khi đó, quốc gia tỏ ra quan tâm nhất đến xu hướng chính sách đối ngoại thân phương Tây của Armenia là Pháp. Các cuộc đàm phán đã diễn ra giữa hai nước về các thỏa thuận an ninh và viện trợ quân sự khác nhau trên thực tế việc xích lại gần nhau này đã khiến Pháp công khai theo đuổi chính sách chống Azerbaijan và quan hệ Baku Paris xấu đi trong một thời gian ngắn có thể nói Pháp lo ngại trước ảnh hưởng ngày càng tăng của thổ nhĩ kỳ ở châu phi đang nỗ lực giành được một vai trò mới ở Nam Caucasus như một phản ứng địa chính trị trong bài đăng trên mạng xã hội XoXo của ông vào cuối ngày 11 tháng 3 cựu tổng thống Mỹ Donald Trump người đang tham gia cuộc đua vào Nhà trắng cho biết nếu tái đắc cử Tổng thống năm 2024, ông sẽ trả tự do cho các con tin vụ mùng 6 tháng 1 bị bỏ tù oan. Đây là một phần trong số những hành động đầu tiên mà ông sẽ làm khi tái đắc cử Tổng thống. Theo hãng tin AFP, vào ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021, lúc ông Trump tuyên bố liên tục về gian lận bầu cử, những kẻ bạo loạn đã xông vào điện Capitol nhằm ngăn chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden. Theo số liệu mới nhất được Bộ Tư pháp Mỹ công bố, khoảng 1.358 bị cáo đã bị truy tố trong vòng 38 tháng kể từ vụ bạo loạn. Khoảng 500 người đã bị kết án tù. Ông Trump bị cáo buộc đã kích động cuộc bạo loạn bằng những tuyên bố sai về gian lận phiếu bầu. Bài đăng mới nhất trên mạng xã hội cũng không phải lần đầu cựu Tổng thống Mỹ mô tả những người bạo loạn là con tin hay gợi ý trả tự do cho họ. Ông Trump nói trong cuộc vận động tranh cử ở bang Iowa hồi tháng 1 rằng hãy thả các con tin vụ mùng 6 tháng 1 đi dâu. Ông Trump phải đối mặt bốn vụ truy tố, trong đó có một cáo trạng liên bang và một cáo trạng ở bang Georgia do nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Ông Trump gần như sẽ trở thành ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tháng 11, sau khi đối thủ cuối cùng trong đảng là Nikki Haley tuần trước tuyên bố dừng kế hoạch tranh cử. Trump khẳng định sự ủng hộ của cử tri Đảng Cộng hòa dành cho ông chỉ tăng lên bất chấp những rắc rối pháp lý ông đang đối mặt. Bên cạnh đó, ông Trump nhiều lần tuyên bố muốn đưa Mỹ vĩ đại trở lại với nhiều cam kết chính sách từ kiểm soát nhập cư tới kéo Mỹ khỏi các cuộc đối đầu không hồi kết. Trong suốt kế hoạch tranh cử, ông Trump không ngần ngại chia sẻ về các mục tiêu của mình nếu tái đắc cử. Những người ủng hộ nói rằng ông đang tìm cách đưa đất nước Mỹ trở lại như trước cuộc bầu cử năm 2020, đồng thời giải quyết những công việc còn dang dở trong nhiệm kỳ đầu tiên. Nhập cư là một trong những mối quan tâm hàng đầu của ông Trump. Ông đã biến nhập cư và kiểm soát biên giới trở thành trọng tâm kế hoạch tranh cử gây áp lực với Đảng Cộng hòa ở Hạ viện để từ chối thông qua dự luật quản lý biên giới lưỡng đảng. Ông Trump tuyên bố sẽ áp dụng đạo luật ngoại kiều thù địch ATAC để loại bỏ các thành viên băng đảng tội phạm buôn bán ma túy khỏi nước Mỹ. Đạo luật ATAC cho phép Mỹ trục xuất bất kỳ người nước ngoài nào đến từ các quốc gia có hành động thù địch với Mỹ. Về vấn đề y tế, ông Trump trong các bài đăng trên mạng xã hội Truth hồi tháng 11 năm 2023 hứa hẹn thay thế đạo luật chăm sóc y tế giá cả phải chăng ObamaCare. Nỗ lực trước đó của ông vào năm 2017 đã thất bại sau khi ba thượng nghị sĩ Cộng hòa bắt tay cùng Đảng Dân chủ bỏ phiếu phản đối. Ông nói, đây không phải vấn đề chi phí mà là vấn đề sức khỏe. Mỹ sẽ có một trong những hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới. Cựu tổng thống từng tuyên bố sẽ thanh lọc hệ thống tư pháp bằng cách sa thải các công tố viên cực đoan đang phá hủy nước Mỹ. Lời đe dọa này làm dấy lên lo ngại ông sẽ sử dụng bộ tư pháp như một công cụ để công kích những người chỉ trích và đồng minh cũ. Ông Trump từng tuyên bố, tôi sẽ chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra Tổng thống tham nhũng nhất lịch sử Mỹ Joe Biden và toàn bộ gia đình ông ấy. Về chính sách đối ngoại, ông Trump tiếp tục tăng cường chỉ trích các thành viên NATO. Ông dọa sẽ không bảo vệ các thành viên liên minh không đạt mức ngân sách quốc phòng chiếm ít nhất 2% GDP như đã thống nhất ông thậm chí cho biết sẽ khuyến khích nga làm bất kỳ điều gì họ muốn với những thành viên này. Cựu tổng thống trước đó cam kết chấm dứt xung đột ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức, dù không nói rõ sẽ làm như thế nào. Ông cũng đề cập chiến lược ngăn chặn những cuộc đối đầu không hồi kết bằng cách loại bỏ những kẻ hiếu chiến, gian lận và thất bại trong hàng ngũ cấp cao của chính phủ. Ông nói sẽ ngăn các nhà vận động hành lang và nhà thầu chính phủ đẩy quan chức quân sự cấp cao mỹ vào các cuộc đối đầu. Theo hãng tin RT, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tái khẳng định mục tiêu loại bỏ phong trào Hamas của người Palestine, nhấn mạnh rằng không có áp lực quốc tế hay sự chỉ trích nào liên quan tới thương vong của dân thường sẽ ngăn cản Israel khi sự sống còn của họ đang bị đe dọa và một chiến thắng toàn diện nằm trong tầm tay. Trong một bài phát biểu qua video trước tổ chức AIPAC thân Israel ở Washington ngày 12 tháng 3 theo giờ địa phương, thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ tiến hành tấn công tại Rafa. Một thành phố lớn gần biên giới Gaza và Ai Cập. Thành phố này và khu vực xung quanh trở nên đông đúc người tị nạn sau khi lực lượng phòng vệ Israel chỉ thị cho người Palestine tháo chạy khỏi phía bắc của vùng đất này. Nhà lãnh đạo Israel liên tục bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn của quốc tế, cho rằng IDF phải dọn sạch các thành trì còn lại của Hamas. Thủ tướng Netanyahu khẳng định: "Để giành chiến thắng trong cuộc chiến này, chúng ta phải loại bỏ các tiểu đoàn Hamas còn lại ở Rafah. Nếu không Hamas sẽ tập hợp lại" tái vũ trang và tái chiếm Gaza và sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại chiến trường và đó là một mối đe dọa không thể chấp nhận được chúng tôi sẽ hoàn thành công việc ở Rafa đồng thời giúp dân thường thoát khỏi nguy hiểm tuy nhiên ông Netanyahu tuyên bố kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột IDF đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu thương vong cho dân thường mà chưa có quân đội nào khác thực hiện trong lịch sử ông nói thêm Chúng tôi sẽ tiêu diệt Hamas, giải phóng con tin và đảm bảo rằng Gaza sẽ không bao giờ gây ra mối đe dọa cho Israel nữa. Cùng ngày, giới chức Qatar cho biết Israel và Hamas chưa tiến gần đến thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Gaza và trao trả con tin, đồng thời cảnh báo tình hình vẫn rất phức tạp. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari nói rằng các bên chưa tiến gần đến thỏa thuận, cũng như chưa thống nhất được phương án giải quyết bất đồng hiện nay về vấn đề thực hiện thỏa thuận. Tất cả các bên liên quan đang tiếp tục đàm phán với hy vọng đạt được lệnh ngừng bắn trong tháng lễ Ramadan. Tuy nhiên, ông Majed Al-Ansari cho biết thêm rằng ông không thể đưa ra mốc thời gian cụ thể cho thỏa thuận. Các bên trung gian gồm Qatar, Ai Cập và Mỹ nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc xung đột tại giải Gaza trước khi bắt đầu tháng lễ Ramadan. Song đàm phán chưa đạt được kết quả sau nhiều tuần dù tháng lễ Ramadan đã bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 vừa qua. Hamas và Israel đều đang đổ lỗi cho nhau về bế tắc trong các cuộc đàm phán. Phía Hamas cho rằng Israel không chịu đáp ứng điều kiện chấm dứt xung đột và rút quân khỏi Gaza, trong khi Israel cáo buộc Hamas đang tìm cách làm gia tăng xung đột tại khu vực trong tháng lễ Ramadan. Sau nhiều suy đoán về số phận của phó chỉ huy cánh quân sự của Hamas tại Gaza, ông Ma'an Issa, lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 11 tháng 3 xác nhận đã tiêu diệt nhân vật này vào ngày mùng 10 tháng 3. Người phát ngôn của IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nhấn mạnh trong cuộc họp báo, "Chúng tôi vẫn đang đánh giá về kết quả của vụ không kích và chưa nắm được xác nhận cuối cùng." Ông Hagari tiết lộ vào các thời khắc chuyển giao giữa ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 3, các chiến đấu cơ Israel đã nhắm vào đường hầm nơi Ma'wan Issa và nhiều chỉ huy khác đang lẩn trốn ở khu vực Nusrat, trung tâm Gaza. Không có con tin nào bị giam giữ ở khu vực này. Theo người phát ngôn IDF, hai lãnh đạo của lực lượng Hamas là Ma'wan Issa và Ghazi Abu Tama, chủ yếu sử dụng đường hầm bị tấn công này. Phía Israel cho rằng Gazi Abu Tama giữ trọng trách quản lý mọi vũ khí của Hamas ở Gaza. Mawan Issa được coi là nhân vật số 3 trong Hamas, giữ chức vụ cấp phó của Mohammed Deif, người đứng đầu lữ đoàn Isandin al qassam nhánh quân sự của Hamas tại giải Gaza. Mawan Issa cùng Mohammed Deif và lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar được coi là bộ ba linh kế hoạch cho vụ xâm nhập bất ngờ của lực lượng này vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023. Mawan Issa có biệt danh người bóng tối bởi khả năng trốn tránh được sự truy lùng của Israel. Ông Hagari cho biết cuộc không kích giống như nhiều động thái tương tự khác của Israel ở giải Gaza nhằm vào lãnh đạo Hamas đã được lên kế hoạch từ nhiều ngày. Người phát ngôn của IDF khẳng định, chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng các thủ lĩnh của Hamas và mọi nhân vật liên quan đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, không chỉ ở Gaza. Chúng tôi có nhiều quyết tâm. Loại bỏ lãnh đạo cấp cao của Hamas là nỗ lực chính trong xung đột. tờ Times of Israel cho biết chính Hamas cũng đang cố gắng xác định xem liệu Israel có thiệt mạng trong cuộc tấn công hay không. Theo một số nguồn tin, có năng người Palestine đã thiệt mạng trong vụ việc. Trước đó, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết kế hoạch quân sự của nước này ở giải Gaza có thể kết thúc sau một hoặc hai tháng. Ông Netanyahu nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico: "Chúng tôi đã tiêu diệt 3 phần tư lực lượng chiến đấu của Hamas và chúng tôi sắp hoàn thành giai đoạn cuối cùng của xung đột." có thể là 6 tuần hoặc cũng có thể là 4 tuần. Đồng thời ông nhấn mạnh thêm, xung đột sẽ không kéo dài hơn 2 tháng nữa. Theo ước tính của nhà lãnh đạo Israel, khoảng 13.000 tay súng Palestine đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự ở giải Gaza. Cũng trong bài phỏng vấn, Thủ tướng Netanyahu xác nhận Israel tiếp tục tiến hành một kế hoạch ở thành phố Rafah phía nam Gaza. Chúng tôi sẽ đến đó, chúng tôi sẽ không rời đi, nhà lãnh đạo khẳng định. Đồng thời tuyên bố thêm, một số lãnh đạo Ả Rập âm thầm ủng hộ cuộc tấn công sắp tới của Israel nhằm vào Hamas ở Rafah. Ông Netanyahu cũng bác bỏ khả năng ngừng bắn trong tháng Ramadan, trừ khi các con tin được Hamas trao trả. Trong một diễn biến liên quan, các bên liên quan vẫn đang nỗ lực để đạt được một lệnh ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh trong tháng lễ Ramadan. Hai nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết, nước này đã liên lạc với các nhân vật cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas, Israel cũng như các bên trung gian khác nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán ngừng bắn ở dài Gaza trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Trong thông cáo mới đây tại Liên hợp quốc, chương trình lương thực thế giới WFP nêu rõ, WFP đã phân phát lượng thực phẩm đủ dùng cho 25.000 người dân Gaza vào sáng 12 tháng 3 thông qua chuyến hàng vận chuyển thành công lần đầu tiên kể từ ngày 20 tháng 2. Với việc người dân Gaza đứng bên bờ vực của nạn đói, chúng ta cần thực hiện việc phân phối hàng ngày và cần mở thông các cửa khẩu trực tiếp vào phía Bắc Gaza. Thông tin trên xuất hiện tại thời điểm các tổ chức nhân đạo Liên hợp quốc hoan nghênh thông báo cùng ngày về việc tàu cứu trợ Open Amas đã rời cảng ship để cập bến Gaza, mang theo 200 tấn hàng viện trợ. Tuy nhiên, nguồn hàng bằng đường biển này không thể thay thế việc chuyên chở bằng đường bộ đối với Gaza khi cư dân tại đây đứng trước nguy cơ nạn đói. Ông Jens Lake, người phát ngôn văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc, OCHA nhấn mạnh, chúng ta đều hiểu rằng bất kể lương thực hay hàng viện trợ khẩn cấp nào vào được Gaza đều đặc biệt cần thiết, đó là điều không thể nghi ngờ. Chúng tôi đánh giá cao hàng viện trợ từ tàu Open Amas, nhưng hoạt động này không thể thay thế cho vận chuyển lương thực và hàng viện trợ khẩn cấp khác bằng đường bộ vào Gaza, đặc biệt là khu vực phía Bắc Gaza. Bên cạnh đó, người phát ngôn của các lực lượng vũ trang Ai Cập, Garib Abdel Hafez vừa qua tuyên bố, Ai Cập phối hợp với các nước tham gia liên minh quốc tế tiếp tục thả hàng viện trợ nhân đạo xuống khu vực phía Bắc giải Gaza nhằm hỗ trợ người Palestine máy bay vận tải quân sự của Ai Cập cùng với một số máy bay khác từ các nước tham gia liên minh quốc tế đã phân phát hàng viện trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng ở phía Bắc Gaza. Tuyên bố nhấn mạnh những nỗ lực chung của Ai Cập cùng với Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và các quốc gia khác phản ánh cam kết tập thể hướng tới giảm bớt nỗi đau khổ của người dân Palestine. Ai Cập đã tiến hành nhiều đợt thả hàng viện trợ kể từ khi Israel bắt đầu phong tỏa giải Gaza. Quốc gia Bắc Phi này cũng cung cấp viện trợ thông qua các tuyến đường bộ bao gồm cửa khẩu Rafah do Ai Cập kiểm soát và cửa khẩu Cam Abu Salem do Israel kiểm soát. Người phát ngôn Abdel Hafez tuyên bố Ai Cập đã tham gia liên minh toàn cầu cùng với Jordani, Mỹ, Pháp, Hà Lan và Bỉ để thả viện trợ xuống Gaza nhằm cứu trợ người Palestine. Trước đó, Tổng thống NCC cho biết viện trợ cho Gaza đã được chuyển bằng đường hàng không do những khó khăn trên tuyến đường bộ. Trong khi đó, bốn tàu của quân đội Mỹ đã rời căn cứ ở bang Virginia, mang theo khoảng 100 binh sĩ và thiết bị cần thiết để xây dựng một cảng tạm thời bên bờ biển Gaza nhằm chuyển hàng viện trợ khẩn cấp cho người Palestine. Phát biểu với các nhà báo, chuẩn tướng lục quân Mỹ Brad Hinson cho biết cơ sở mới bao gồm một ụ nổi ngoài khơi để chuyển hàng viện trợ từ các tàu lớn sang tàu nhỏ hơn và một bến tàu để đưa hàng viện trợ vào bờ, dự kiến đi vào hoạt động sau 60 ngày tổng cộng khoảng 500 binh sĩ thuộc tiểu đoàn vận tải viễn trinh số 7 sẽ tham gia chiến dịch này. Ông nhấn mạnh, một khi chúng tôi có đầy đủ năng lực thực hiện sứ mệnh, chúng tôi sẽ có thể vận chuyển 2 triệu khẩu phần ăn hoặc 2 triệu chai nước lên bờ mỗi ngày. Giới chức Mỹ cho biết nỗ lực này không liên quan đến việc triển khai trên bộ ở Gaza, nhưng quân đội Mỹ sẽ đến gần vùng lãnh thổ ven biển bị bao vây này khi họ xây dựng bến tàu, vốn phải được neo vào bờ. Một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết, nhóm này đã chấp thuận đề nghị sửa đổi của Mỹ về lệnh ngừng bắn ở dài Gaza. Một nguồn tin xác nhận rằng, đại diện của Hamas dự kiến sẽ tới thủ đô Cairo của Ai Cập trong những ngày tới để thảo luận về các chi tiết cuối cùng và việc thực hiện thỏa thuận. Cùng ngày, Mỹ kêu gọi Hamas thả con tin đang bị giam giữ ở Gaza, bao gồm phụ nữ, người già và người bị thương, đồng thời chấp nhận lệnh ngừng bắn tạm thời với Israel để tạo tiền đề đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài hơn. Ngoại trưởng Israel Israel Kass đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gây áp lực lên Hamas để buộc nhóm này thả hơn 100 con tin vẫn đang bị giam giữ từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Phát biểu trước hội đồng gồm 15 thành viên, Ngoại trưởng Israel đã kêu gọi cơ quan này gây áp lực nhiều nhất có thể để Hamas phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các con tin. Ông Kass đã kêu gọi áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Hamas, cho rằng tội ác mà nhóm chiến binh này gây ra còn tồi tệ hơn cả các hành động khủng bố do Al-Qaeda, ISIS, và các tổ chức khủng bố khác đã thực hiện. Hội đồng Bảo an đã lên tiếng kêu gọi Hamas thả ngay lập tức vô điều kiện tất cả các con tin trong các nghị quyết được thông qua vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái. Hội đồng đang xem xét một nghị quyết do Mỹ soạn thảo, trong đó lên án vụ tấn công ngày 7 tháng 10, cũng như các hành vi sát hại thường dân và bạo lực tình dục. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cũng kêu gọi các thành viên hội đồng cùng lên án Hamas. Không thể nghi ngờ gì về những gì đã xảy ra vào ngày 7 tháng 10 tại Gaza, với những bằng chứng đang hiển hiện ngay trước mắt, Bây giờ câu hỏi duy nhất là chúng ta sẽ phản ứng thế nào? Liệu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có lên án bạo lực tình dục do Hamas gây ra hay sẽ tiếp tục giữ yên lặng? Phát biểu với các phóng viên, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói rằng Chúng tôi cố gắng đạt được một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 6 tuần nhằm trao đổi các con tin và từ đó nỗ lực xây dựng một thỏa thuận lâu dài hơn nếu Hamas đồng ý thả phụ nữ, người bị thương và người già. Tuy nhiên, ông Sullivan không đưa ra bất kỳ dự đoán nào về khả năng này. Israel đã chấp thuận các điều khoản ngừng bắn kéo dài 6 tuần để đổi lấy việc thả một số con tin bị Hamas bắt giữ kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, Hamas cho biết sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận dựa trên lệnh ngừng bắn lâu dài nhằm chấn dứt xung đột và bao gồm việc Israel rút quân khỏi giải Gaza thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời. Theo đề xuất gần đây nhất, Israel sẽ thả tù nhân Palestine theo tỷ lệ 10 người đổi lấy một con tin bị Hamas bắt giữ. Theo nguồn tin trên, thỏa thuận cũng sẽ quy định sự trở lại dần dần của những người Palestine di tản khỏi Gaza. Theo thống kê của Israel, Hamas đã sát hại 1.200 người và bắt giữ 253 con tin vào ngày 7 tháng 10, và chỉ có 105 con tin đã được thả tự do trong một lệnh ngừng bắn tạm thời vào tháng 11 năm ngoái. Ngoài ra, đơn vị cảnh sát điều tra hàng đầu của Israel là HAF 433 đang xem xét hơn 50.000 bằng chứng và 1.500 lời khai của nhân chứng về cáo buộc bạo lực tình dục đối với thường dân của quân Hamas trong đợt tấn công cùng ngày. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn chưa thể đưa ra con số nạn nhân cụ thể. Kể từ đầu đợt giao tranh bùng phát đầu tháng 10 năm 2023 đến nay, không quân và pháo binh Israel đã thực hiện các cuộc bắn phá vào 4.500 mục tiêu của nhóm Hezbollah ở cả Liban và Syria, loại khỏi vòng chiến đấu 300 tay súng và làm bị thương 750 tay súng khác. Mục tiêu tấn công chủ yếu tập trung tại miền nam Liban, gồm có các kho chứa vũ khí, cấu trúc quân sự, tháp canh, bệ phóng tên lửa của Hezbollah. Giao tranh qua biên giới giữa IDF và Hezbollah bùng phát ngày 8 tháng 10 năm 2023 sau vụ nã pháo của Hezbollah vào khu vực Seba do Israel kiểm soát gần biên giới Liban, nhằm bày tỏ tính đoàn kết với người Palestine ở giải Gaza. Đây là đợt giao tranh đẫm máu và dài ngày nhất giữa hai bên kể từ sau cuộc chiến thảm khốc mùa hè năm 2006, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Nhận định trên trang tin tức Ả Rập, Arab News của Ả Rập Xê -út, Hussein Abdul Hussein, Nhà nghiên cứu tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ tại Mỹ cho rằng, bằng cách gắn cuộc chiến của Hezbollah với xung đột ở Gaza, thủ lĩnh phong trào Hezbollah ở Liban, ông Nasrallah, hy vọng rằng giao tranh sẽ kết thúc bất cứ khi nào Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn. Nhưng khó có khả năng Israel sẽ nhượng bộ và chỉ dừng lại khi an ninh được khôi phục và lợi ích của nước này được đảm bảo. Theo chuyên gia Hussein, từ cuộc tấn công của Hamas ở Gaza vào Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái, bài học của Israel là tường rào không có tác dụng. Trong trường hợp không có các hiệp ước hòa bình và lòng tin, Israel phải thiết lập một vùng đệm để ngăn chặn một cuộc tấn công bất ngờ tương tự. Trong khi đó, cuộc chiến của Hezbollah nhằm vào Israel, cùng với một số trường hợp xâm nhập từ Liban, đã buộc hơn 100.000 người Israel ở phía Bắc phải di tản xa hơn về phía Nam. Israel có 80 km đường biên giới có tường rào với Liban, trong đó nhiều cộng đồng người Israel sống chỉ cách tường rào vài trăm mét. Để những người di tản Israel trên trở về nhà, Hezbollah phải bị giải giáp vũ khí theo nghị quyết 1559 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và hiến pháp Liban đã được sửa đổi theo thỏa thuận Taif. Taif là hiệp định hòa giải quốc gia nhằm cung cấp cơ sở cho việc chấm dứt nội chiến và trở lại trạng thái chính trị bình thường ở Liban. Nếu không thể giải trừ vũ khí, Hezbollah phải tuân thủ nghị quyết 1701 và rút các lực lượng về phía bắc sông Litani, cách biên giới Israel khoảng 32 km. Cả hai kịch bản trên đều có vẻ tốt về mặt lý thuyết, tuy nhiên, việc thực thi chúng đã được chứng minh là rất khó khăn. Các biện pháp quốc tế và trong nước không thể thực thi được nghị quyết 1701. Kể từ khi Hezbollah thống trị Liban, họ thường cản trở và hạn chế công việc của UNIFIL, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban, được thành lập năm 1978 và năm 2006 được mở rộng lên 100.000 quân. Trong vài năm qua, cả Mỹ và Israel đã vận động Hội đồng Bảo an sửa đổi nhiệm vụ của UNIFIL và cho phép lực lượng này có nhiều quyền tự do đi lại và kiểm tra hơn. Dù Mỹ đã rất nỗ lực, nhưng UNIFIL vẫn hoạt động kém hiệu quả và không thể thực thi nghị quyết 1701, trong khi sự kiện ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã thay đổi quan điểm an ninh của Israel hiện cả ông Nasrallah và chính quyền Liban đều đề nghị giải quyết tranh chấp biên giới với Israel theo nghị quyết 1701, nhưng đều đưa ra một điều kiện bắt buộc. Ông Nasrallah nói, Liban có một cơ hội mới và mang tính lịch sử để giải phóng từng tấc đất của mình. Tuy nhiên, bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ không mang lại kết quả cho đến khi cuộc chiến ở Gaza chấm dứt. Nhân cơ hội mà ông Nasrallah đề cập, chính quyền Liban đã gửi đề xuất lên Liên Hợp Quốc nhằm đổi lấy việc Israel nhượng bộ 13 điểm biên giới tranh chấp theo đúng tinh thần của nghị quyết 1701. Liban sẽ đồng ý khôi phục hiệp định đình chiến năm 1949 với Israel. Tuy nhiên, Liban không đề cập đến việc giải giáp vũ khí hoặc yêu cầu Hezbollah triển khai lực lượng xa biên giới với Israel như nghị quyết của Liên Hợp Quốc đã nêu. Để đổi lấy việc Tel Aviv nhận bộ các vấn đề tranh chấp biên giới, Hezbollah sẽ đồng ý ngừng giao tranh với Israel nhưng chỉ sau lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza. Lời đề nghị của Liban và việc Mỹ không có khả năng kiềm chế Hezbollah thông qua ngoại giao đã khiến Israel phải đứng trước một lựa chọn. Một cuộc chiến tổng lực không thể tránh khỏi đẩy Hezbollah về phía bắc tới Litani. Để không nổ ra một cuộc chiến toàn diện giữa Israel với Hezbollah, đòi hỏi phải có một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong trường hợp đó, Israel đang hy vọng vào một nghị quyết 1701 mới có cơ chế thực thi có thể kiểm chứng được. Chuyên gia Hussein kết luận, nếu cộng đồng quốc tế không đưa ra được một giải pháp như vậy, Israel có thể sẽ đơn phương thiết lập một vùng đệm dọc biên giới, còn nghị quyết 1701 sẽ được thi hành bởi chính các lực lượng không xác định đã tấn công các cơ sở của Hezbollah và Iran ở Syria đồng thời ngăn chặn họ thiết lập cơ sở hạ tầng quân sự có nguy cơ đe dọa và gây chiến với israel